nó không có ảnh hưởng tới mô tuyến mình. Rồi sau đó thì cái mô tuyến mình nó có gia đình, có em bé gì đó, nó sẽ xuống, là lúc đó mình đi treo đi. Ví dụ như là có con, mình cho con bú thì có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng gì hết nha. Lạc được nhỏ không ảnh hưởng. Rồi mình thích là ba tư là túi, túi gì luôn để cái gì? E, cô. Rồi vậy khi nào mình chuẩn bị tới làm á, chịu khó điện cho bác nha. Để nhiều khi cho con xin không, không, cái số của mấy bạn mình hay liên hệ á, chứ bác ít có nghe điện thoại lắm. Và xem có túi hay không nha. Rồi vậy thôi, khi nào làm thì sắp xếp thời gian lên, trước khi lên, trước khi làm thì điện thoại với mình. Bác sĩ cho em hỏi là ví dụ như là làm xong bao nhiêu, bao lâu thì mình tập thể dục không? Tập thể dục mà tập nhẹ đi tới đi lui thì là mình khỏe mình đi thôi, còn để mà tập nặng thì phải trên 2 tháng. Vậy chạy bộ hay sao? Chạy bộ đồ đó thì phải để thời gian, cho nó ổn định 2 tháng trở lên. Rồi mình đã tư vấn là có làm luôn không hay là làm luôn. Tối sáng giờ.